Đây tiếp tục với chúng ta ở cái cách số 5. Khi mà chứng minh một cái bài tập liên quan tới chia hết. Đề bài như bạn hỏi hôm qua với thầy đây. 2021 mũ 2021 trừ 1 chia hết cho 2020. Thầy ghi là lớp 6 xong rồi mũi tên lên có nghĩa là lớp 6 cũng làm được, lớp 7, lớp 8 rồi thậm chí là chúng ta sẽ dùng cái cách chứng minh quy nạp mà thầy nói ở video này là cách của lớp 10, lớp 11 nhá còn nếu mà lớp 6, lớp 7 mà học với phương pháp chứng minh quy nạp thì đấy là chúng ta học nâng cao thôi học đội tuyển ôn thi học sinh giỏi chẳng hạn thì các thầy cô sẽ dạy chúng ta cái chuyên đề là chứng minh bằng quy nạp toán học cách nào cách năm là dùng phương pháp quy nạp toán học nội dung của cái bài này nó như thế nào nội dung của phương pháp này nó như thế nào thì thầy nhắc sơ sơ vào đây cho bọn con nhớ còn ai mà muốn tìm hiểu kỹ hơn thì thầy có video nói về cái phương pháp quy nạp toán học này rồi nhưng mà nó thuộc chương trình sách giáo khoa lớp 11 sách cũ được không là gì giả sử cần chứng minh một cái mệnh đề tức là một cái kết luận đấy là a n nào đó đúng với mọi n thuộc vào n n lớn hơn hoặc bằng n 0 nào đó n không cũng là một số tự nhiên thôi nhá thì người ta làm gì? Bước 1, người ta thử với N bằng N0, xem có đúng không? Tất nhiên cái bước này là mình làm hình thức thôi, vì người ta đã bắt chứng minh thì khi thử nó nó phải đúng rồi. Còn nếu mà mình thử mà nó sai luôn rồi ấy, thì là đề bài nó sai mình không phải làm gì nữa cả. Đấy cái bước đầu tiên là khởi tạo là như vậy, mình phải xem là nó có ok không đã. Rồi bước thứ hai về nguyên tắc đó là giả sử mệnh đề đúng với mọi thì không dùng cái ký hiệu của cấp 3 nhá với mọi n nhỏ hơn hoặc bằng k đấy trong đó k cũng là một số tự nhiên mở ngoặc vào đây k cũng thuộc vào số tự nhiên và k thì lớn hơn n không rồi thì tức là ta có cái mệnh đề ak ấy, là nó đúng rồi và chú ý là cái ak trừ một là nó cũng đúng rồi mấy cái mà nhỏ hơn k là nó đúng hết rồi Bây giờ việc thứ ba trong phương pháp quy nạp là gì? Mình cần chứng minh Cần chứng minh là cái AK cộng 1 Nó cũng đúng Đấy. Cái đoạn này ấy, thì mình sẽ biến đổi Mình sẽ biến đổi Mình tách Mình nhóm Mình sử dụng định lý Tính chất Thế nào đó Mà đặc biệt là mình phải sử dụng được phải sử dụng được cái giả thiết quy nạp đã có ở đằng trước phải sử dụng được cái giả thiết quy nạp đã có AK nó đúng để mà làm sao suy ra được AK cộng 1 nó đúng và theo cái logic là gì theo cái logic là AK mà đúng chúng ta lại suy ra được AK cộng 1 là đúng thì từ đó suy ra AN sẽ đúng với mọi N thuộc vào N tức là thuộc vào số tập số tự nhiên mà N lớn hơn hoặc bằng N không tại sao cái tư duy nó lại thế tại vì cứ cái trước đúng thì cái sau đúng thế cái sau đúng thì cái sau nữa nó lại đúng tức là một đúng thì hai đúng hai đúng rồi ba đúng ba đúng rồi bốn nó lại đúng bốn đúng thì năm nó lại đúng Thế thì vậy nó đúng mãi còn gì nữa Đấy cái logic của chứng minh quy nạp là như vậy Để nhắc sơ như thế Rồi bây giờ vào bài nhá Thầy sẽ đặt ra một cái mệnh đề tổng quát hơn cái bài này Thôi đoạn này thầy xóa luôn đi Bọn con cần thì bọn con tạm dừng cái video ở giai đoạn trước Bọn con xem ghi chép là được Mà thầy có video nói về quy nạp rồi mà Cần thì thầy sẽ gửi cho mà ta, ta, xem cho kỹ Rồi làm thêm vài ví dụ với nhau là ok ấy mà Không có cái gì đâu Phương pháp này cũng rất là hay Và rất là mạnh để chứng minh một số cái bài mà chúng ta thấy nó như là hiển nhiên ấy. Thử vào nó toàn đúng thôi nhưng mà chứng minh thì không biết biến đổi thế nào Nhưng mà chứng minh quy nạp thì lại rất ok Đây Ta xét Cái kết luận Mạnh hơn A N bằng 2021 mũ N trừ 1 Được không? Chứng minh rằng A N Đó Chia hết cho 2020 đây, chứng minh cái này chia hết cho 2020. Hay không, hay không. Tại sao? Với mọi n thuộc vào n sao mà n thôi cũng đúng luôn ấy. Bởi vì mũ không thì nó ra một mà thì cho hẳn n luôn cho nó mạnh nhá. Đấy. Được chưa? Rồi chúng ta nhớ với nhau tập n là gì? Bắt đầu từ 0 1 2 3 vân vân đúng không? Bây giờ theo phương pháp chứng minh quy nạp thì bước 1 chúng ta phải làm gì? Với n bằng 0 thì a0 của mình chính là bằng 2021 mũ 0 trừ 1 thì nó chính là bằng 1 trừ 1 chính là bằng 0. Mà 0 thì nó có chia hết cho 2020. Vậy từ đây suy ra a0 của mình là đúng rồi. Cái bước khởi tạo là đã đúng rồi đấy. Bây giờ bước giả thiết quy nạp này, giả sử mệnh đề đó tức là kết luận đó đi thì chúng ta chưa học mệnh đề đúng không à mà không thì đang chữa cách này thì phải hiểu là, là là, chúng ta coi như là học lớp 10 lớp 11 rồi chứ nhỉ hoặc là thôi, thôi, nói thì mệnh đề để thành tranh cãi giả sử kết luận đó kết luận đó đúng với mọi n nhỏ hơn hoặc bằng k trong đó k lớn hơn không k thuộc vào tập tự nhiên nhá Giả sử là đúng với mọi n nhỏ bằng k rồi. Tức là gì? Hiểu trong đầu là gì? Tức là n bằng 0 này, n bằng 1, n bằng 2, vân vân cho đến n bằng k là đã đúng. Đúng không? Tức là ta có cái gì? Ta có là cái ak ấy. ak ấy, là nó chia hết cho 2020 rồi. Tức là gì? 2021 mũ k trừ 1 là chia hết cho 2020 rồi Để nhấn mạnh cái từ này vào Đấy Bước tiếp theo là gì? Cần chứng minh Cần chứng minh cái gì? Cần chứng minh là AK cộng 1 nó đúng Tức là gì? Tức là cần chứng minh Cái 2021 mũ 20 À sẽ là 20 Mũ K cộng 1 Mũ K cộng 1 ấy Mà trừ 1 ấy Nó lại chia hết cho 2020 Đấy, chúng ta đang cần chứng minh điều này. Thật vậy. Đây là lúc chúng ta chứng minh đây. Thật vậy. 2 chấm. 2021 mũ 2 2 mũ 2. thì cứ bị ám ảnh cái đề bài. Mũ k cộng 1 trừ 1. Thật vậy là mình đang biến đổi cái vế này này. Thì nó bằng cái gì? Thì nó bằng 2021 mũ k nhân với 2021 mũ 1 rồi trừ đi 1 nhân hai lũy thừa cùng cơ số thì mình cộng số mũ thì nó ra k cộng một nhá rồi bằng vào đây này 2021 mũ k nhân với mở ngoặc 2020 cộng với một tách cái này này 2021 thành 2020 cộng 1 trừ một ở ngoài là chép lại vào đây thôi thế thì nó bằng 2021 mũ k nhân với 2020 đúng chưa rồi cộng 2021 mũ k nhân với một nhân phân phối mà a nhân b cộng c thì bằng a nhân b cộng a nhân c trừ đi một đúng chưa thì chỗ này thầy sẽ nhóm rõ vào đây 2021 mũ k nhân 2020 cộng với mở ngoặc cho nó rõ 2021 mũ k trừ đi một cái nhân một này thì thôi mình không biết nữa mình biết thế này thôi được không rồi đến đây thì sao bắt đầu lập luận là gì vì 2020 thì nó chia hết cho 2020 rồi nên 2021 mũ k nhân với 2020 hiển nhiên là nó chia hết cho 2020 rồi tiếp tục vì 2021 mũ k trừ 1 thì nó chia hết cho 2020 mở ngoặc theo giả thiết quy nào theo giả thiết quy nạp, đã có, đâu nó ở chỗ nào đâu, đây này, cái này đúng không, đấy nó có đây rồi gì nữa, đấy, vì cái này chia hết nên là cái này chia hết, và cái này chia hết nữa, suy ra, suy ra, suy ra là tổng nó phải chia hết thôi, 2021 mũ 20, 2021 mũ K chứ, thì xin lỗi mũ k nhân 2020 cộng 2021 mũ k trừ 1 đóng ngoặc tất cả chia hết cho 2020 tính chất chết của một tổng thôi mà cái thành phần này chia hết và cái thành phần này nó cũng chia hết thì tổng nó chia hết thôi hai số hạng mà cùng chia hết cho một số thì tổng vào sẽ chia hết cho số đó cái này tính chất cơ bản của lớp 6 nhá như vậy là gì vậy vậy cái mệnh đề là ak cộng 1 đúng đúng không? Thế thì theo nguyên lý hay là nguyên tắc cũng được, theo nguyên lý quy nạp k đúng mà bây giờ k cộng 1 cũng đúng. Thế là cứ đúng mãi đúng không? Bởi vì k đúng nhá. Trong k cộng 1 cũng đúng thì k cộng 2 cũng đúng rồi k cộng 3 cũng đúng. Nó cứ đúng, đúng 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 tăng dần tăng dần như vậy mà. Vậy là theo nguyên lý quy nạp ta có a -N là đúng với mọi n thuộc vào tập số tự nhiên tức là luôn có 2021 mũ n trừ đi 1 thì lúc nào cũng chia hết cho 2020 bây giờ chỉ việc thay n bằng 2021 thì ta có cái đề bài mà bạn hỏi thầy cái kìa ta có 2021 mũ 2021 thay cái này vào đây trừ đi một thì sẽ chia hết cho 2020 đấy nội dung nó là như vậy chứng minh bài chia hết bằng phương pháp quy nạp toán học